Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hòa Bình đẩy mạnh số hóa quảng bá du lịch. Đà Bắc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ông Putin giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 18 tháng 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 62 điểm cầu đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh thành phố. Sự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao được chất vấn lần này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là các lĩnh vực đa ngành có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Việc chất vấn giúp tiếp tục hoàn thiện pháp luật, chính sách, tổ chức thực hiện và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát nhằm lành mạnh hóa, thúc đẩy phát triển thị trường tài chính. Đối với lĩnh vực ngoại giao, phiên chất vấn sẽ giúp làm rõ thêm những kết quả nổi bật, hạn chế tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan, cũng như xác định rõ phương hướng giải pháp để làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước một số vấn đề đang được quan tâm hiện nay như phương án xét mức tăng giảm trừ gia cảnh bản thân, người phụ thuộc và các giải pháp nhằm kiểm soát thị trường vàng ngoại tệ, việc thực hiện quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số đặt cược casino, trò chơi điện tử, có thưởng, hải quan, phòng chống buôn lậu và công tác quản lý giá. Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngoại giao như công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, việc triển khai các thỏa thuận song phương, đa phương, hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam, việc miễn thị thực nhập cảnh để phát triển du lịch. Đây là lần đầu tiên lĩnh vực ngoại giao được lựa chọn để chất vấn và trả lời chất vấn, khẳng định lĩnh vực ngoại giao thời gian qua của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 18 tháng 3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2024. Bệnh không lây nhiễm đang là vấn đề thách thức lớn đối với xã hội và hệ thống y tế toàn cầu, chiếm phần lớn tổng gánh nặng bệnh tật nói chung. Gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm đang chiếm tới 73,7% tổng gánh nặng bệnh tật và tử vong toàn quốc. Tỉnh Hòa Bình cũng không ngoại lệ. Hiện nay, các cơ sở y tế thường xuyên gia tăng lượng bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm. Tại hội nghị, các đại biểu đã được các chuyên gia thông tin về các giải pháp để đối phó với tình trạng gia tăng của bệnh không lây nhiễm, như củng cố tăng cường hệ thống giám sát, phòng chống bệnh không lây nhiễm các tuyến, triển khai hoạt động dự phòng, phát hiện và quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh không lây nhiễm khác tại cộng đồng, đặc biệt là trạm y tế xã để tăng tỷ lệ phát hiện sớm và giảm khoảng trống điều trị bệnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế các tuyến, ứng dụng thông tin trong quản lý bệnh không lây nhiễm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2024 ước đạt 1.204 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 1.133 tỷ đồng, bằng 30% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 21% so với chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thu xuất nhập khẩu ước đạt 71 tỷ đồng, bằng 27% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý và điều hành ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, nhất là việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn thu tiền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án ngoài ngân sách. Đồng thời, các địa phương và ngành thuế đang triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách, rà soát xác định những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực loại thuế còn thất thu để kịp thời có các giải pháp về chính sách và quản lý thu hiệu quả. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2024 ước đạt 5.760 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Hòa Bình đang thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên,
trong năm 2024, ngân sách các cấp tiếp tục cắt giảm, tiết kiệm thêm 5% dự toán chi thường xuyên so với dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao. Ngày 18 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh đã tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe năm 2024 tại trường tiểu học Kim Đồng, huyện Đà Bắc, hưởng ứng 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Tại chương trình, Hội đồng đội tỉnh đã trao tặng Hội đồng đội huyện Đà Bắc công trình măng non trị giá 20 triệu đồng, trao tặng Liên đội trường tiểu học Kim Đồng 300 khăn quàng đỏ và 30 thùng kẹo, tặng 30 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại trường, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng. Bên cạnh đó, các em được xem clip về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và tham gia trả lời các câu hỏi. Chương trình nhằm giáo dục khích lệ thiếu nhi thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Đồng thời, tạo được thi đua sôi nổi thiếu nhi tham gia làm nghìn việc tốt, noi gương tiếp bước cha anh, tích cực thi đua đạt thành tích cao, kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Huyện Yên Thủy hiện có 950 ha trồng bưởi diễn, tập trung nhiều nhất ở các xã Ngọc Lương, Bảo Hiệu, Yên Trị và thị trấn Hàng Trạm. Năm 2022, năm đầu tiên huyện xuất được lô bưởi 11 tấn sang thị trường Anh. Năm 2023 vừa qua, Yên Thủy xuất được 50 tấn bưởi sang các nước Anh, Cộng hòa Séc. Và đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên quả bưởi diễn trên đất Yên Thủy được thị trường Hoa Kỳ chấp nhận. Với những yêu cầu khắt khe phải đáp ứng 900 tiêu chuẩn về mẫu mã, độ brick và hoạt chất về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, các dư lượng khác có liên quan đến an toàn thực phẩm. Năm 2024, huyện đặt mục tiêu tăng gấp 4 lần số lượng xuất khẩu bưởi so với năm 2023. Ngành nông nghiệp và địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ cơ sở và người trồng bưởi mở rộng vùng trồng được cấp mã số, thường xuyên giám sát về an toàn thực phẩm và đối tượng kiểm dịch thực vật, tăng cường tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ vật tư thiết yếu cho sản xuất, hỗ trợ chứng nhận Việt Gap Global Gap. Nhờ đó, mẫu mã chất lượng bưởi vùng xuất khẩu đã được cải thiện đáng kể. Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được huyện Lạc Thủy triển khai rộng khắp, đã tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm từ 2018 đến 2023, toàn huyện có gần 31.000 lượt hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó trên 17.200 lượt hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. Hiện nay thu nhập bình quân trên địa bàn toàn huyện đạt 83,6 triệu đồng một người một năm, khu vực nông thôn là 65,11 triệu đồng một người một năm. Toàn huyện có 8 trên 8 xã đạt tiêu chí thu nhập. Thời gian tới, cùng với quyết tâm nâng cao chất lượng và duy trì sự bền vững của các tiêu chí nông thôn mới, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được huyện xác định là nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho người dân, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 7 siêu thị, 3 trung tâm thương mại, 95 chợ và hàng trăm cửa hàng tự chọn tiện lợi. Hai tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy. Vụ cháy lớn nhất gây thiệt hại 3 tỷ đồng tại chợ trung tâm huyện Yên Thủy. Nguyên nhân chủ yếu là do những bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và sự cố về chập điện. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền hướng dẫn và kiểm tra vẫn là biện pháp then chốt. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh. Cùng với đó, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, chú trọng việc quản lý chặt chẽ các loại hàng hóa dễ xảy ra cháy nổ, kiểm soát tốt các thiết bị dụng cụ sinh lửa sinh nhiệt, kiểm tra nhắc nhở tiểu thương, bố trí sắp xếp hàng hóa trong quầy, sạp, kiosk đúng phạm vi đã được quy định. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trong hoạt động truyền thông, quảng bá là một nhu cầu tất yếu trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Bắt nhịp với xu thế đó, ngành du lịch Hòa Bình đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch đến với du khách. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhiều năm qua, du lịch là một trong những ngành tiên phong tham gia và thúc đẩy quá trình số hóa trong hoạt động kinh doanh ở quy mô toàn cầu, nhất là hoạt động xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm, dịch vụ dự chỗ, bán trực tuyến phòng khách sạn và đặt dịch vụ trực tuyến.
Không nằm ngoài xu thế đó, tại tỉnh Hòa Bình, các đơn vị lữ hành, khách sạn, nhà hàng đang đứng trước yêu cầu phải thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để tạo ra những cơ hội mới, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Chuyển đổi số giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng nhờ tính tiện lợi, linh hoạt trong quá trình đặt phòng, đặt tour du lịch, thanh toán. Nhờ nhiều trang web ứng dụng trực tuyến, khách hàng dễ dàng so sánh và đặt các dịch vụ du lịch mình cần ngay tại nhà mà bỏ qua quá trình tư vấn dài dòng phức tạp như cách làm truyền thống. Bán phòng qua các trang mạng xã hội ví dụ như là trang Booking, Agoda hoặc là Traveloka, khách tìm trên cái trang phương tiện đấy thì rất là nhiều và chúng em có thể là liên kết được những cái đơn vị du lịch. Và thông qua những cái đấy thì chúng em có thể thêm những cái khách hàng nó rất là tiềm năng. Công nghệ 4.0 mở ra nhiều cánh cửa để kết nối con người và thế giới. Các trang mạng xã hội là nguồn cảm hứng quan trọng tác động tới xu hướng du lịch của thế hệ trẻ sinh năm 2000. Không giống các thế hệ trước, từ cảm hứng du lịch cho đến đặt vé, chọn địa điểm xê dịch của giới trẻ, giờ đây gần như phụ thuộc vào các nhóm kênh, trang thông tin giới thiệu, chia sẻ về du lịch trên nền tảng Facebook, TikTok, Twitter, Instagram và YouTube. Nắm bắt được xu hướng này, nhiều bạn trẻ tại tỉnh đang không ngừng sáng tạo nội dung số, thường xuyên đăng tải quảng bá các địa điểm du lịch đẹp và nổi tiếng của tỉnh đến với mọi người trên các nền tảng mạng xã hội. Cái văn hóa ẩm thực của Hòa Bình nó rất là rộng mà chưa có một ai khai thác. Và thậm chí là cũng ngày trước em có gặp rất nhiều các bác, các chú tìm hiểu rất sâu về văn hóa rồi nhưng mà chưa truyền tải lên cho các bạn trẻ xem. Thì mục tiêu tới này và công việc của em, sứ mệnh của em là đưa cái văn hóa ẩm thực đấy đến với bạn trẻ để sao cho nó dễ tiếp cận nhất trong khoảng thời gian ngắn, khoảng một tháng trở lại đây thôi. Lượt tiếp cận rất là lớn, nó rơi vào khoảng gần 2 triệu lượt tiếp cận. Theo thống kê, hơn 90% khách du lịch tích cực đăng và chia sẻ chuyến du lịch của họ lên mạng xã hội, đa phần để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ. Những thông tin đăng tải về hành trình trải nghiệm của họ lên mạng xã hội đã trở thành nguồn tham khảo cho những du khách khác. Cùng với cái việc thu hút đầu tư, thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong cái việc là tăng cường cái các hoạt động quảng bá xúc tiến để giới thiệu về các cái điểm đến hấp dẫn, cũng như là giới thiệu về các cái khu du lịch văn hóa của chúng ta để người dân trong nước cũng như là du khách quốc tế dễ tiếp cận với những cái thông tin khi mà muốn đến với du lịch Hòa Bình. Mặc dù việc chuyển đổi số trong ngành du lịch của tỉnh còn đối mặt với nhiều thách thức, nhưng nếu được thực hiện đúng cách sẽ giúp tăng cường tính cạnh tranh, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và giảm thiểu chi phí cho các doanh nghiệp và là chìa khóa cho du lịch tỉnh Hòa Bình phát triển, bứt phá. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Đà Bắc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nữ bí thư đoàn năng động nhiệt tình. Thưa quý vị và các bạn, xác định thực hiện công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Trong những năm qua, huyện Đà Bắc đã tranh thủ các nguồn lực và lồng ghép các chương trình dự án chính sách đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo huyện Đà Bắc đã giảm từ gần 35% năm 2022 xuống còn 25,7% năm 2023, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hưởng lợi từ chương trình nhân rộng mô hình giảm nghèo, 77 hộ dân ở xóm Tân Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc tham gia dự án chăn nuôi bò sinh sản. Chương trình rất phù hợp với phương thức chăn thả và nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có ở vùng cao. Người dân được nhà nước hỗ trợ con giống, tập huấn kỹ thuật chăm sóc phòng bệnh. Đến nay đàn bò sinh trưởng phát triển tốt, từng bước cải thiện cuộc sống của người dân. Sự quan tâm của Đảng, nhà nước được hỗ trợ cái nguồn kinh phí về cho bà con nhân dân, nhất là về cái vấn đề dự án chăn nuôi bò cho các hộ, thì nói chung là thứ nhất là để tạo được cái việc làm cho bà con và tăng cái thu nhập cho bà con. Huyện Đà Bắc là một trong 22 huyện nghèo của cả nước có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 90%. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đà Bắc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế, tạo việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập để giảm tỷ lệ hộ nghèo.
năm 2023, huyện Đà Bắc được bố trí trên 162 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương cho công tác giảm nghèo, như hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ gần 35% năm 2022 xuống còn 25,7% năm 2023. Việc triển khai công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đà Bắc đã có tác động tích cực về xã hội, nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia các phong trào cuộc vận động, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng gia đình văn hóa nông thôn mới, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Huyện thấy rằng là nó phục vụ rất là thiết thực tới cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện chúng tôi sẽ đầu tư trước. Phần thứ hai là cái hỗ trợ sản xuất cho người dân thì chúng tôi cũng tính toán rà soát để làm sao nó phù hợp với cái thứ nhất là cái phong tục canh tác tập quán của người dân địa phương, cái thứ hai là cũng phải làm thay đổi căn bản của người dân địa phương để phát huy được hiệu quả. Năm 2024, huyện Đà Bắc tiếp tục sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng, đồng thời huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội, đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, lao động là người dân tộc thiểu số, chủ động lồng ghép các chương trình dự án để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, ưu tiên các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số nhiều, quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nhằm hạn chế phát sinh hộ nghèo mới và tái nghèo. Tăng cường phối hợp tổ chức đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp để hộ nghèo có cơ hội việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, tìm hiểu tiềm năng lợi thế của địa phương để cùng hỗ trợ vận động đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Những việc làm của chị Bùi Thị Cúc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Hối huyện Tân Lạc đã lan tỏa đến cộng đồng. Chị là một trong 100 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng, giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trao tặng cán bộ đoàn tiêu biểu xuất sắc hàng năm nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn. Là địa phương có lợi thế về đất đai, nhân lực, cộng với những chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế của đoàn thanh niên hàng năm, chị Bùi Thị Cúc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Hối huyện Tân Lạc đã vận động khuyến khích đoàn viên thanh niên trong xã dựa vào kinh tế của gia đình, trình độ chuyên môn, tham gia phát triển kinh tế với nhiều mô hình kinh tế có thu nhập cao như vườn ươm thanh niên, vườn cây thanh niên có thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Thành lập hợp tác xã với 15 thành viên là các đoàn viên thanh niên trong xã tham gia. Được các đồng chí lãnh đạo đoàn, đặc biệt là đồng chí Cúc cũng tuyên truyền là cũng có định hướng và phát triển lợi dụng tận dụng các lợi thế tại địa phương để phát triển kinh tế. Thấy được bước đầu thì cũng thấy được có hiệu quả nên tôi cũng tuyên truyền một số các anh các đồng chí, anh em đồng chí trong địa phương này cùng xây dựng những mô hình như tôi. Sau đó chúng tôi lại tập hợp lại thành lập cái hợp tác xã để giúp đỡ nhau nhiều hơn. Là người con của mảnh đất Mường Bi, năm 2013, sau khi tốt nghiệp học viện báo chí và tuyên truyền, chị Bùi Thị Cúc về công tác ở Đoàn Thanh niên xã Thanh Hối. Năm 2020, chị Cúc được bầu là Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã. Nhận thức được vai trò của một thủ lĩnh đoàn, chị Cúc luôn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, thu hút tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, như công trình đường cây thanh niên, chung tay xây dựng nông thôn mới, tổ chức chiến dịch tình nguyện hè hàng năm, tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh, tuyên truyền đoàn viên thanh niên hăng hái tích cực tham gia nghĩa vụ quân sự, tăng cường đăng tải chia sẻ các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tin tốt, câu chuyện đẹp đến đoàn viên thanh niên trên trang Facebook của đoàn xã và các hình thức tuyên truyền khác. Trong năm 2023, Đoàn Thanh niên xã Thanh Hối đã giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp 17 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Đồng chí Bùi Thị Cúc là một trong những cá nhân tiêu biểu có nhiều cái đóng góp trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh nhi trong những năm vừa qua. Đặc biệt là đồng chí đã có những cái phong trào, có những cách làm hay mới mà mang lại hiệu quả trong hoạt động tác đoàn của xã Thanh Hối nói riêng và đoàn huyện nói chung. Và trong những năm vừa qua thì đồng chí luôn đưa cái phong trào hoạt động tác đoàn của xã Thanh Hối luôn nằm trong cái top đầu của huyện.
chị Bùi Thị Cúc cũng chủ động phối hợp và chỉ đạo tổ công nghệ số cộng đồng của xã Thanh Hối triển khai hướng dẫn cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử tại 12 xóm với trên 3.000 tài khoản được cài đặt và kích hoạt mức độ 1, mức độ 2, tuyên truyền đến người dân về sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử. Tôi cũng đã bàn bạc thống nhất với Ban Thường vụ Đoàn xã là xây dựng chương trình công tác năm và triển khai đến các chi đoàn, tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế tại địa phương để mong muốn là đoàn viên thanh niên có một cái cuộc sống ổn định và làm giàu chính đáng trên chính quê hương của mình, kết nối cho đoàn viên thanh niên với những cái doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp đang chuẩn bị mở xưởng tại địa phương, kết nối với các sàn giao dịch việc làm từ các nguồn vay ngân hàng chính sách xã hội đối với đoàn viên thanh niên để các đồng chí có cơ hội được tiếp cận với các nguồn vốn để tham gia phát triển kinh tế. Năm 2024, chị Bùi Thị Cúc vinh dự là một trong 100 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng, giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng cán bộ đoàn tiêu biểu xuất sắc hàng năm nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn. Xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế. Tổng thống đương nhiệm của Nga Vladimir Putin vừa có bài phát biểu chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này sau khi kết quả sơ bộ cho thấy ông Putin là ứng viên nhận được số phiếu ủng hộ cao nhất. Tổng thống Putin đã có bài phát biểu trước những người ủng hộ tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình sau khi kết quả sơ bộ cho thấy ông Putin chắc chắn giành chiến thắng. Tổng thống Putin đã cảm ơn tất cả những người dân Nga đã đi bỏ phiếu, khẳng định nước Nga là một gia đình đoàn kết. Ông cũng cho rằng kết quả của cuộc bầu cử sẽ cho phép Nga trở nên mạnh mẽ hơn. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết Tổng thống Putin đã giành được hơn 87% phiếu ủng hộ sau khi khoảng hơn 90% số phiếu bầu được kiểm. Chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này sẽ giúp ông Putin 71 tuổi bước sang nhiệm kỳ Tổng thống thứ 5. Nhiệm kỳ mới của ông sẽ kéo dài 6 năm cho đến năm 2030. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vừa cho biết sáng ngày 18 tháng 3, Triều Tiên đã có thể phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm tới Hàn Quốc để tham dự một hội nghị. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã phát hiện một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng về vùng biển phía đông từ khu vực Bình Nhưỡng vào lúc 7 giờ 44 phút sáng ngày 18 tháng 3. Ít nhất 3 tên lửa đạn đạo được cho là đã bay khoảng 300 km về phía đông bắc. Trong khi đó, các quan chức Nhật Bản cho biết tên lửa đã đạt độ cao tối đa khoảng 50 km. Quân đội Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cho rằng đây là hành động khiêu khích, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và cảnh giác để chuẩn bị cho các vụ phóng tiếp theo và đang duy trì trạng thái sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản. Vụ phóng diễn ra hơn một tháng sau khi Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình về phía vùng biển phía đông. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai trong năm của Bình Nhưỡng sau vụ phóng trước đó diễn ra vào tháng 1. Ngày 17 tháng 3, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện giữa Ai Cập và Liên minh châu Âu EU. Tuyên bố chung được ký trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Ai Cập châu Âu diễn ra tại Cairo với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Bỉ, Áo, Cộng hòa Síp, Thủ tướng Italia và Thủ tướng Hy Lạp. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen thông báo EU đã cam kết gói tài trợ và đầu tư trị giá 7,4 tỷ euro, tương đương 8,1 tỷ USD cho Ai Cập. Gói tài chính này dự kiến sẽ được giải ngân trong 3 năm tới, bao gồm 600 triệu euro tiền tài trợ, 5 tỷ euro khoản vay ưu đãi và 1,8 tỷ euro đầu tư bổ sung trong khuôn khổ kế hoạch kinh tế và đầu tư cho vùng lân cận phía Nam. Tổng thống Ai Cập và các nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định quan hệ đối tác Ai Cập-EU dựa trên 6 ưu tiên chung, bao gồm quan hệ chính trị, ổn định kinh tế, thương mại và đầu tư, quản lý di cư, an ninh và phát triển kỹ năng. Hải quân Ấn Độ vừa cho biết đã kiểm soát một tàu chở hàng bị cướp bởi cướp biển Somali và sơ tán các thủy thủ đoàn một cách an toàn. Hải quân Ấn Độ đã cử một tàu khu trục đánh chặn chiếc tàu bị cướp được phát hiện ngoài khơi bờ biển Somalia. Con tàu này bị cướp biển tấn công từ tháng 12 năm 2023. Theo Hải quân Ấn Độ, tất cả 35 tên cướp biển đã đầu hàng và 17 thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn.
Hàng năm có hơn 200 vụ cướp biển được báo cáo từ năm 2009 đến năm 2011 ở vùng biển ngoài khơi Somalia và vịnh Aden. Các vụ tấn công của cướp biển Somalia bắt đầu tái diễn vào cuối năm ngoái. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã nhằm mục tiêu vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ kể từ tháng 11 năm ngoái. Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez cho biết nhiều công ty vận tải biển đã yêu cầu tàu di chuyển vào vùng biển Ấn Độ Dương và các tuyến đường khác để tránh Biển Đỏ. Ông cảnh báo điều này có thể thúc đẩy sự gia tăng các vụ cướp biển Somali. Ít nhất 21 hành khách đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng vừa xảy ra tại miền Nam Afghanistan. Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường ở tỉnh Helmand. Tai nạn xảy ra khi xe khách va chạm với một xe chở dầu và một xe máy. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác hỗ trợ các nạn nhân. Người phát ngôn cảnh sát trưởng Helmand Zatullah Haqqani thông tin 11 trong số 38 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Nguyên nhân gây tai nạn đang được điều tra làm rõ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.